khấu đó, cái lúc đó tự nhiên hàng đêm á mình xem cái nó cũng hút theo luôn, hút theo bởi ánh đèn nè, tiếng đàn tiếng nhạc á, cái lúc đó là mình mê. Quý khán giả thân mến, hiện giờ thì Kiều Ngân đang có mặt tại Tư Gia của nữ nghệ sĩ Ngân Quỳnh. Và ngay bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống cũng như con đường sự nghiệp của chị nhé. Dạ, em xin chào chị ạ. Chào Kiều Ngân. Ngân Quỳnh xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài. Thật ra thì nhắc tới nghệ sĩ Ngân Quỳnh thì em tin chắc rằng rất là nhiều khán giả biết cũng như là yêu mến chị. Và em tin một điều nữa rằng nhiều người cũng biết một phần về cuộc sống cũng như là quá khứ của chị, cũng như là biết là chị sinh ra trong một gia đình là có rất là nhiều người theo con đường nghệ thuật, đúng không chị? Đúng rồi em. Vậy thì từ nhỏ là chị đã tiếp xúc với lại nghệ thuật rồi, thì là do là gia đình đã hình thành nên cái tính chất là chị thích nghệ thuật, hay là do một cái nguyên nhân nào đó mà chị theo con đường nghệ thuật? Khi mà chị lớn lên, chị cũng chưa có định hình là mình đi theo cái nghệ thuật nữa. Vì hồi nhỏ chị ham học lắm, nhưng vì bà ngoại mất sớm. Bà ngoại mất thì mẹ chị lúc đó, mẹ chị đi đoàn hát, mẹ chị không có đi đoàn thành phố, mẹ đi đoàn tỉnh, cho nên là chị không có ai chăm sóc hết, cho nên là mẹ phải đem chị theo. Lúc đó chị cũng lớn rồi, lúc đó chị cũng khoảng 13-14 tuổi, cho nên cái đường học vấn chị bị cắt nửa chừng, chị mới học tới lớp 9 thôi. Nhưng mà kèm theo đó thì chị cũng đem bài vở thì chị học. Sau này về thành phố thì chị cũng bổ túc thêm. Vậy thì là từ nhỏ là tuy là sống trong gia đình nghệ thuật nhưng mà chị thích học hơn, không có nghĩ là mình sẽ tham gia nghệ thuật. Không nghĩ. Nhưng mà khi mà đi với mẹ vậy thì chắc là từ đó sẽ nung nấu lên con đường nghệ thuật của chị, đúng không chị? Vì mình đi hàng đêm tiếp xúc với lại sân khấu đó, cái lúc đó tự nhiên hàng đêm á mình xem cái nó cũng hút theo luôn, hút theo bởi ánh đèn nè, tiếng đàn tiếng nhạc á, cái lúc đó là mình mê. Chị mê hát lúc nào chị cũng không hay. Khoảng bao nhiêu tuổi thì chị theo nghề chị? 14 tuổi đó. 14 tuổi là bắt đầu đi nghề. 14 tuổi là chị theo rồi. Thanh Ngân em chị hồi nhỏ thì là hồi nhỏ là nó đứng đâu nó múa nó hát lấy đó. Còn chị thì chị bị rụt rè, chị hay mắc cỡ, nhưng mà khi chị bước lên sân khấu là chị là hoàn toàn khác. Ngày xưa mẹ chị rất là ngạc nhiên khi ban ngày mẹ chị tập cho chị hát, chị không chịu hát, không chịu tập, chị cứ mắc cỡ. Nhưng khi chị lên sân khấu thì chị hoàn toàn khác với mẹ chị đấy. Con nhỏ này ngộ thiệt, ở dưới nó không chịu làm, ở dưới mình không biết nó hát như thế nào, nhưng mà khi lên sân khấu là chị gây một cái ngạc nhiên cho mẹ chị. Em nghĩ là có những người sinh ra đã sẵn cái tố chất làm nghệ sĩ thì chắc là chị Ngân Quỳnh là có cái tố chất đó rồi. Chỉ cần đứng lên sân khấu, đứng ánh đèn và có khán giả xung quanh là chị sẽ khác hoàn toàn với ở dưới, ở bên ngoài liền. Đúng rồi, ngay cả bây giờ cũng vậy. Khi diễn kịch hoặc là những cái chương trình gương mặt thân quen á, thì chị diễn hầu như là đạo diễn người ta không giữ ý cho mình. Người ta nói tại sao chị vô lột tả hết nhân vật. Nhưng khi lên sân khấu cái bước ra rồi thì lúc đó chị chẳng biết mình là ai đó hết. Là chị chỉ biết hóa thân, chị nhập vai. Em được biết là năm 1997 đúng không chị, thì chị có tham gia cuộc thi và đã đạt giải ba tiếng hát phát thanh của Hà Nội. Phát thanh truyền hình. Phát thanh truyền hình của Hà Nội. Thời đó thì phát thanh truyền hình gộp chung vô luôn. Vậy thì sau cái cuộc thi đó thì chị đã có danh hiệu rồi. Thì lúc đó là chị bắt đầu là tham gia và đi hát ở những cái đoàn cải lương luôn hay sao chị? Không, lúc đó chị nghỉ đoàn cải lương lâu rồi. Thì chị nghỉ rồi cải lương lúc đó năm 96 là chị đã nghỉ rồi. Vì thời đó bấy giờ ở miền Trung cải lương không hoạt động mạnh mẽ nữa. Vì lúc đó phim truyền hình Mexico, phim dài tập á em, khán giả người ta xem người ta mê quá, người ta không còn chú ý tới cái cải lương nữa. Cho nên là lúc bấy giờ chị đi hát nó bị vắng khách, chị cũng buồn quá, chị cũng dẹp nghề qua một bên vì lo cái sự sống của mình. Em được biết là khi mà chị theo con đường cải lương thì chị đã hoạt động với đoàn cải lương Tiền Giang đúng không chị? Tiền Giang rồi chị nhảy lên đoàn Trung Hiếu. Đúng ra là chị được tổ phù hộ về mặt nghề nghiệp, nhưng mà về đường công danh thì là chị không được như ý lắm. Đó là mình chọn nghề mà cuối cùng nghề không chọn mình. Là vì cũng do cái bước mặt cuộc đời của mình nó không được suôn sẻ. Nói chung là chị bị xui xẻo đó. Chị chỉ có thể nhớ là những kỷ niệm, một vài kỷ niệm khi mà chị tham gia những cái đoàn đó, chị có thể kể cho khán giả nghe được không? Cũng may mắn là khi mình bước chân vào nghề thì mình bước lên cái vai chánh đó, bị sớm. Sớm lắm. Năm 17 tuổi là chị đã đóng vai chính rồi. Nó cũng có một cái cơ duyên là do cô chú trong đoàn, có một cái cô trong đoàn
hai cô đầu chánh đều bình hết. Chị Linh chị thấy tròn vai, chẳng những tròn vai mà còn được khán giả tín nhiệm mình nữa. Kể từ đó là chị được đóng chốt rồi đó, được vô cái vai chính luôn. Lúc đó chị muốn lên thành phố chị phát triển nghề hơn, chứ ở dưới tỉnh thì mình hát cái nông thôn thì bao nhiêu đó thì hát tới đất lui thôi, và chị cũng chán. Mà khi chị lên thành phố thì bị ở dưới cái đoàn á, người ta muốn giữ chân mình á bằng cách là người ta tố tụng, người ta nói mình là diễn viên của đoàn họ đào tạo. Lúc đó mới ra một cái quy chế là diễn viên đoàn nào ở đoàn ấy không được nhảy đoàn khác. Thì lúc đó chị lên đoàn Thanh Nga thì bị ở dưới tố tụng là mình là người của đoàn đào tạo, không cho mình ra khỏi đoàn. Chị như vậy thì lúc đó là đoàn Sông Hương kêu lương, cái giá lương cao lắm. Thì mẹ chị nghĩ thôi, bây giờ ra ngoài kia mình đi đi, một năm mình kiếm tiền để mình về mình mua xe. Lúc cái xe máy nó còn mắc tiền, để mua cho chị chiếc xe máy để mà chị đi lưu diễn, lưu hành ở trong thành phố. Thì ra ngoài chị gặp anh luôn. Ra ngoài gặp anh thì chị ở ngoài luôn. Ở ngoài kia là cái đoàn cái lương Sông Hương đó.